Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá lúa ngày 14 tháng 12 2023, giá lúa ít biến động. Giá lúa hôm nay tại đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục ổn định, duy trì ở mức cao. Giao dịch lúa trầm lắng, các thương lái ngưng mua nhiều, chủ yếu chờ cắt phần lúa đã cọc. Nguồn lúa thu đông đã được thu hoạch gần hết, lượng còn ít. Giá tham khảo từ 7 đến 10 ngày trở lại. Tại An Giang, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.700 tới 8.000, OM 380 8.800 tới 8.900, IR 504 8.900 tới 9.000, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, Đại Thông 8 9.600 tới 9.700, OM 5451 9.000 tới 9.200, OM 18 9.500 tới 9.700, OM 4900 8.800 tới 8.900. Tại Kiên Giang, IR 504 8.700 tới 9.000, OM 380 8.700 tới 8.900, Đại Thông 8 9.500 tới 9.700, OM 5451 9.000 tới 9.200, OM 18 9.500 tới 9.700, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, RVT 8.600 tới 8.900, DS 1 8.200 tới 8.400, ST 21 9.600 tới 9.700, ST 24 25 9.700 tới 9.900, OM 34 8.300 tới 8.500, Jasmine 8.400 tới 8.600, Trabonica 8.200 tới 8.400. Tại Cần Thơ, Hậu Giang, OM 380 8.700 tới 8.900, IR 504 8.700 tới 9.001, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, Đài Thơm 8 9.600 tới 9.700, OM 54 51 9.001 tới 9.003, OM 18 9.500 tới 9.007, ST 21 9.600 tới 9.007, ST 24 25 9.700 tới 9.900, Jasmine 8.400 tới 8.600, Trabonica 8.200 tới 8.400. Tại Đồng Tháp, OM 380 8.700 tới 8.800, IR 504 8.800 tới 9.000, Nàng Hoa 9.700 tới 9.900, Đài Thơm 8 9.600 tới 9.700, OM 5451 9.001 tới 9.003, OM 18 9.500 tới 9.007, OM 4900 8.800 tới 8.900, nếp An Giang 7.000 tới 7.200, nếp Long An 7.800 tới 8.001. Tại Sóc Trăng, OM 380 8.600 tới 8.800, Đài Thơm 8 9.500 tới 9.600, IR 504 8.800 tới 9.000, OM 4900 8.600 tới 8.800, OM 54 51 9.000 tới 9.001, OM 18 9.400 tới 9.006, Tài Nguyên 8.700 tới 8.009, RVT 8.600 tới 8.009, VNR 20 8.600 tới 8.008, ST 21 9.600 tới 9.007, ST 24 25 9.700 tới 9.009, DS 1 8.200 tới 8.004. Tại Bạc Liêu, Cà Mau, Đại Thơm 8 9.500 tới 9.006, IR 504 8.800 tới 9.000, OM 4900 8.600 tới 8.800, OM 54 51 9.000 tới 9.001, OM 18 9.400 tới 9.600, Nàng Hoa 9.600 tới 9.007, RVT 8.600 tới 8.900, ST 21 9.600 tới 9.007, ST 24 25 9.700 tới 9.900, DS 1 8.200 tới 8.400. Tại Long An, Tiền Giang, nếp Long An 7.800 tới 8.001, IR 504 8.800 tới 9.000, Đài Thơm 8 9.500 tới 9.007, OM 54 51 9.001 tới 9.003, OM 18 9.500 tới 9.006, ST 21 9.600 tới 9.007, ST 24 25 9.700 tới 9.009, Nàng Hoa 9.700 tới 9.009, RVT 9.001 tới 9.002. Tại Vĩnh Long, Trà Vinh, IR 504 8.800 tới 9.000, Đài Thơm 8 9.500 tới 9.007, OM 54 51 8.900 tới 9.001, OM 18 9.500 tới 9.006. Giá sẽ có sự chênh lệch tùy nơi và tùy theo chất lượng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Xin kính chào. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phúcanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.